Chào các bạn nhá, bây giờ mình lại mới mua được cái đu kiện này. Cái loa và cái điều khiển của LG chính hãng nha. Cái điều khiển nhà mình nó đang bị hỏng. Cái tính bấm cái giọng nói nên mình mua một cái về. Đây là hàng chính hãng luôn này. Mình mua trên Lazada nhá. Đây là cái điều khiển TV của LG nhá. Dùng cho dòng từ 2017, 2019, 2020, 2021 cũng dùng được nha. Đây nha, mình mua chính hãng luôn, có hơn 300 nghìn nha. Còn nếu mua chỗ khác nó vẫn bóp từ 4 đến 500. Giờ đây là chiếc loa, cũng là của LG, hàng chính hãng luôn. Mấy hôm trước nó sale nên giá nó rất rẻ, giá nó tầm hơn triệu một tí thôi. Mọi khi của nó bán rất là đắt đấy nhá. Mình mở hộp cho các bạn xem nhé. Đây rồi, xong đúng không? Mình mua ở cửa hàng này rất là uy tín. Mới hôm nay mới có đúng có 2 ngày mà đã chuyển hàng đến đây rồi nhá. Okay. Mình bảo mình lấy nguyên siêu này, người ta đưa cho mình đúng nguyên siêu này. Vẫn còn cái siêu của nó đây nha các bạn nha. Đây là hai bên này, đúng là nguyên siêu rồi này. Nhiều chỗ bạn nó mua là nó còn bị bóc rồi cơ. Thì mình mua nguyên siêu cho các bạn xem. Nhiều người mua còn dính vào loa cũ cơ. Bóc hơi khó rồi. Dính chặt đi. Dính hơi chặt các bạn, mình nếu mà kéo lên giặt cũng hơi khó. Rồi. À đây đây, nó có cái nút mở đây. Đây là mình mở hộp cho các bạn xem nhá. Nếu mà các bạn muốn mua loa Bluetooth hãy lên mua của LG nha. Nghe chất âm rất hay. Còn những cái loa Sony ấy, mình nghe nhiều rồi. Mua đến cái 3-4 triệu nghe cũng không bằng cái loại này đâu. Nói thật đấy. Đây, các bạn xem. Đẹp chưa? Đây là mình mua con này là nó chỉ có công suất là 20W thôi. Nó vừa tầm. Còn cái loại thì 30W thì nó to gần gấp đôi lại nha. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đèn nét của nó này. Đẹp chưa? Đấy, hôm nay là mình chỉ mở hộp thôi, còn bao giờ mình test âm thanh cho các bạn xem nhé. Nhưng mà thường thường mình đánh giá LG nghe rất là hay, chi tiết. Không như của Sony nghe nó rất chán luôn. Nghe nó cái cảm giác âm thanh nó, tiếng bass nó không có mấy ấy. Nghe tiếng trống các thứ là không có. Nghe cảm giác nghe nó không đầm mấy, không ấm. Đấy, thôi xin chào các bạn nha. Lúc nào mình test âm thanh sau nha. Chào các bạn.